Những ngày qua, màn khẩu chiến của Trang Trần và bà xã Xuân Bắc nhận được nhiều sự chú ý. Cũng vì lý do này mà gia thế nghệ sĩ Xuân Bắc được nhiều khán giả quan tâm và đào bới. Theo đó, Xuân Bắc đã có hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò như diễn viên, MC, danh hài. Năm 2016, anh chính thức được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và đến tận thời điểm hiện tại Xuân Bắc vẫn là cái tên hát được nhiều người yêu quý. Bên cạnh sự nghiệp phát triển, Xuân Bắc còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã kém 6 tuổi Nguyễn Hồng Nhung và ba quý tử. Đồng thời, nam nghệ sĩ còn đang sở hữu một cơ ngơi hoành tráng. Hồi năm 2018, Xuân Bắc từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đang sở hữu biệt phủ tiền tỷ tại Hà Nội. Có thể thấy, căn biệt phủ của nam diễn viên được xây hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, có hiên nhà để thư giãn, cây cối, hoa cỏ được trồng xung quanh nhà tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Được biết, trước khi sở hữu cơ ngơi này, Xuân Bắc đã có một căn nhà khác ở Hà Nội và từng được nam MC hé lộ trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế hồi năm 2015. Bên cạnh đó, Xuân Bắc còn xây dựng một hồ cá koi rộng lớn ngay căn biệt phủ của mình. Ngoài ra, nam diễn viên còn cho người xây dựng nhiều ngôi nhà nhỏ khác xoay quanh nhà lớn. Theo như chia sẻ của Xuân Bắc, ý tưởng này bắt nguồn từ bộ phim mà anh yêu thích Ngôi nhà trên Thảo Nguyên.